Hai là Ròn chào các đại lần nha. Hôm nay là Ròn có một cái mẹo vặt muốn chia sẻ các bạn. Là mẹo vặt này rất rất đơn giản. Cái mẹo vặt này là cái thời thấu của chúng mình luôn á. Bây giờ là sẽ dùng 2, 4, 6 chiếc đũa này là sẽ xếp thành làm sao mà 6 đũa chiếc đũa này làm sao mà để thành một chữ tháng. Rất là khó các bạn. Nghe không? Quay mà nhìn thấy khó không? 6 chữ đũa này thì không bao giờ chữ thắng được. Giờ bạn xếp cái nào? Chữ T nè, đúng không? Chữ T, chữ H. Đây, chữ T, chữ H là hết rồi. Nhưng mà mình không được bẻ đũa ra các bạn. Không được bẻ đũa ra, bởi vì nếu bẻ đũa ra là không làm không được. Bởi vì đây là nói là 6 chiếc đũa này mà xếp thành chữ tháng. Là như vậy. Rất đơn giản các bạn. Đây giờ là sẽ chỉ các bạn cách làm như thế nào để gọi là cho bạn biết. Đầu tiên bây giờ là các bạn biết đây. Bây giờ là sẽ chỉ các bạn hướng dẫn cho các bạn cách là làm sao mà để xếp được chữ tháng. Cái này mà các bạn đi cá độ hay ai tránh thắng hơi bị nhiều không? Một 8 thùng bia vô chỗ luôn các bạn. Trời ơi, tuyệt chiêu cuối nó bị tung ra. Nhưng phải tung đúng lúc đúng thời nha các bạn. Đây. Đây là cái bàn của mình đây, và sáu đũa mình đây, nhớ các bạn, mình không bẻ nha. Mình nguyên mình không bẻ nha. Bây giờ mình sẽ xếp chữ tháng cho các bạn coi. Đây. Các bạn hình dung được cái gì chưa? Hình dung ra chưa? Đây. Đây. Các bạn biết này là cái gì không? Nếu mà như cái này là gì không? Đó, đây là nếu mà xếp như vậy các bạn sẽ không hình dung ra được. Và các bạn đang suy nghĩ là tại nó này là cái gì? Vì mình sẽ nói thì cái thang. Bây giờ mình xếp cái này, hai chân này là hai cái chân, cái ba này là ba cái thang, ba cái bậc lên của thang lên, ba bậc thang lên, và bây giờ thì mình thêm một cái dấu sắc nữa từ tháng, thấy không? Thì tất nhiên là cái mẹo này không ai biết được và không ai biết được luôn. Đó, đơn giản mà, rất là đơn giản thôi. Thì sao? Bởi vì mình cắt người ta thì mình xếp chữ thang, cái thang mà mình thêm chữ tháng nữa, dấu sắc là tháng thôi, đúng không? Không ai bắt bài mình không bắt lỗi mình được. Đó, cái thang từ kia, cái thang này thêm sắc là tháng thôi. Cái bài này không ai bắt được mình, và người ta cũng phải khâm phục mình về cái cách đó thôi, mình xử lý thôi. Đây các bạn rất hay, các bạn rất tuyệt vời này, các bạn áp dụng ở trong những cái cuộc dã ngoại vui chơi, các bạn rất hay các bạn. Rồi lại rồi, chào tạm biệt các bạn nha, hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo.